Đối với hệ thống mà hộp số tay tự động á, thì mình không nên làm những cái này, những cái điều này ha. Để mình coi coi mình đã viết cái gì rồi. Thì thứ nhất á, là các bạn không nên để chế độ N, có nghĩa là neutral á, khi mà các bạn xuống dốc hoặc là các bạn đang ngừng ở đèn xanh, đèn đỏ. Thứ hai á, là đừng có vô số D hoặc là vô số cái chữ R các bạn, hoặc là ngược lại nha, các bạn đừng có vô số theo cái kiểu mà R xong rồi D một cách nhanh chóng mà các bạn không đạp thắng ha. Đạp thắng rồi khi mà các bạn xe đã ngừng hẳn thì các bạn mới xài được cái cần D và R nha. Đừng bao giờ mà xe di chuyển mà các bạn vô D với R một cách nhanh chóng á, thì xe các bạn sẽ banh hộp số liền. Rồi thứ ba đó, là đừng có nhồi ga, rồi đừng có nhồi ga khi mà các bạn đang đang ngừng á, rồi các bạn vô số một cái để cho xe nó giật cái đầu lên á, thì cái đó là không có nên nha. Thì tại sao không nên thì mình sẽ đi đi sau 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 nữa. Rồi khi mà cái chức năng cái chữ bờ á bạn, cái là parking á, là cái chức năng để mà an toàn khi mà các bạn xe của các bạn đã ngừng hẳn rồi, thì chúng ta sẽ không có dùng cái chức năng parking này để mà thắng xe nha. Khi mà xe các bạn đang chạy trên đường lon ton này mà các bạn muốn thắng xe hoặc gặp một cái gì đó mà các bạn vô cái chữ bờ một cái á, là banh hộp số liền. Ok nè, đó thì đây là cái chữ bờ R N nè, D nè, bờ là bạc kinh các bạn, R là reverse, còn N là neutral, còn S là cái gì cũng chả biết nữa. Thì cái này mình muốn nhắc nhở các bạn là đừng có bao giờ dùng neutral á, đừng có bao giờ dùng cái chế độ N mà để mà các bạn nhồi nó ra lên, đừng có nhồi ra lên rồi đừng đừng có vô cái chế độ N khi mà các bạn ngừng xe tại ở đèn đỏ hoặc là những cái vị trí giống như là các bạn bị kẹt xe, xe không có di chuyển được mà các bạn vô N thì không có nên, tại vì khi mà các bạn vô N các bạn sẽ không kiểm soát được chiếc xe của chúng ta nữa. Mình sẽ có những cái ví dụ khi mà các bạn đó, khi mà các bạn vô N số ha nè, đó thì là đây là một cái anh khi mà các bạn ngồi ra nè, đó ngồi ra đúng không, đang ở chế độ N ha, ngồi ra rồi cái bắt đầu các bạn vô số cái chữ D một cái, làm giống như là các bạn sẽ cảm thấy các bạn xe các bạn giật một cái bật, giống như mấy anh mà kiểu như mà đua xe vậy đó, cảm giác nó đúng không, thì cái đó là sẽ hư xe đó, là không có nên ha. Rồi cái này là mình nói là chuyển cái chức năng D và R quá nhanh rồi các bạn dùng cái chữ bờ á để mà thắng xe, thì cái chức năng của chữ bờ nó chỉ là giúp cho chúng ta bạc kinh khi mà xe chúng ta đã ngừng hẳn, thì chúng ta không có nên dùng cái chế độ bờ để mà thắng xe. À, để coi này, đó R này, đó D này, không đó, khi các bạn mà vô số như vậy đó thì các bạn phải make sure, phải chắc ăn rằng xe của chúng ta ngừng hẳn ha, và phải đạp thắng nha, thì chúng ta mới vô số nhanh như kiểu này. Nếu mà xe chúng ta mà chưa ngừng hẳn mà các bạn vô số nhanh theo cái chế độ R và D á một cách nhanh như vậy đó là banh hộp số rồi đó. Rồi khi mà các bạn biết không, khi mà các bạn vô cái chữ D này nè đó, thì đây á là cái đồ mà giữa hộp số và máy, thì nó gọi là output shaft á. Output shaft này là cái đồ cái cây để mà truyền vận tốc từ từ cái máy qua hộp số. Thì khi mà các bạn vào cái chữ D đó thì nó sẽ có một cái lock lại. Khi cái lock này á hoạt động á, là khi mà các bạn vô D đó, thì cái lock ở đây nè nó sẽ mở ra để cho cái bánh răng này nó xoay một cách không có lực cản, nó xoay một cách tự nhiên khi mà chế độ D ha. Rồi khi mà các bạn vô cái chế độ bờ đó, thì sao các bạn, khi mà các bạn vô chế độ bờ đó, đó bạc khi nè đó, chức năng vô cái chế độ bờ đó, thì cái chỗ mà nó lắp lại nó sẽ lắp vào những cái bánh răng này, nó không có truyền lực của cái hàng máy qua hàng hộp số nữa, thì nó sẽ lắp lại cái bánh răng này, nó làm cho xe của chúng ta đứng ở vị trí ngừng hẳn. Đó là cái chế độ của nó. Thì khi mà các bạn mà vô số quá nhanh đi, các bạn dùng cái chế độ bờ này các bạn thắng nè, thì khi mà bánh xe nó đang quay mà các bạn thắng một cách mà bất ngờ đó, thì cái thằng này nè nó chặn vô một cách bất ngờ thì nó sẽ bị gãy như thế này. Thì nếu như mà nó bị gãy như thế này các bạn, thì các bạn là biết là cái chuyện gì xảy ra rồi,
thì cái chức năng bạc kinh của xe chúng ta nó không còn hoạt động nữa. Và rồi chúng ta sẽ phải đi tới chỗ sửa xe vì cái hộp số của chúng ta cũng banh rồi. Thì những cái điều đó là mình không có muốn ha. Thì đây là những cái clip gốc mà nó chỉ các bạn về 5 cái điều mà không có nên làm đối với lại hộp số tự động đó. Mà cái kênh này đây, Engineer at Lens ha.